Kính chào và cảm ơn quý vị, các bạn đến với một điểm tin hàng tuần số thứ bảy của báo Tây Ninh Online. Chương trình gồm những tin chính như sau. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 22 tháng 12. Truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách đảng bộ thành phố Tây Ninh. Khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần 2. Rộn ràng Giáng sinh 2018. Nghi án chồng đâm chết vợ rồi tự sát. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu. Dự lễ viếng có Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, cùng các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh và các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang đã đánh ba hồi chuông. Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ viếng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thắp hương trên tượng đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sĩ. Sáng ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình 25 mẹ và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình Thiếu tướng Nguyễn Thanh Dương, nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh đội Tây Ninh, nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, và liệt sĩ Phạm Thị Thành, nguyên trung đội trưởng trung đội nữ pháo binh huyện Trảng Bàng, nhằm ghi nhận công lao đóng góp đặc biệt xuất sắc của các cá nhân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh luôn mãi tự hào, trân trọng, luôn khắc cốt, ghi tâm và tri ân tấm gương, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, những công hiến mất mát vô bờ bến của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo, phụng dưỡng chu đáo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước, nguyện noi gương, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ quân đội qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đến dự buổi họp mặt có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Trong không khí phấn khởi, nhân kỷ niệm 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Đại tá Hoàng Xuân Cường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ôn lại truyền thống, chặng đường 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Tây Ninh nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 7 và sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh Đảng bộ Tây Ninh, lực lượng vũ trang Tây Ninh luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư và bằng nội lực của mình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Đầu tư xây dựng thêm 2 trạm xăng dầu thuộc đề án kết hợp kinh tế, quốc phòng của quân khu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp từ tỉnh đến chốt dân quân.
tạo được diện mạo mới cho lực lượng vũ trang, thể hiện nét đẹp, đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đầy đủ, kịp thời đồng bộ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Công tác đối ngoại quốc phòng được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, quan hệ chặt chẽ với lực lượng vũ trang, chính quyền các tỉnh giáp biên, các tiểu khu quân sự kết nghĩa và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Những việc làm đó góp phần đưa nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Với những kết quả trên, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, khối quân sự địa phương năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cùng gần 100 đại biểu là người dân đại diện cho cử tri của tất cả các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cho biết, đây là lần thứ hai tỉnh tổ chức một cuộc đối thoại có đại diện cấp ủy và chính quyền để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh, thông tin về những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết cho phù hợp và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, qua đó thống nhất tư tưởng, chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhà nước với nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh, các kiến nghị tham gia tại hội nghị sẽ được giải trình, giải thích và chỉ đạo giải quyết trực tiếp theo thẩm quyền, theo quy định để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ban tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách đảng bộ thành phố Tây Ninh. Đến dự có ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân đã trao quyết định của Tỉnh ủy Tây Ninh cho ông Thành Từ Vũ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, phụ trách Đảng bộ thành phố Tây Ninh kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Theo quyết định, ông Thành Từ Vũ chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ thành phố theo quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Bí thư Thành ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu chúc mừng và mong muốn ông Thành Từ Vũ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tối 20 tháng 12, tại sân vận động huyện Trảng Bàng, tuần lễ văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần 2 với chủ đề bánh tráng phơi sương xứ Trảng đã chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, tuần lễ văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng là sự kiện văn hóa độc đáo của tỉnh Tây Ninh, được tổ chức 2 năm một lần nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề làm bánh tráng phơi sương. Sự kiện cũng nhằm tôn vinh các nghệ nhân đang gìn giữ và phát huy các giá trị độc đáo của nghề làm bánh tráng phơi sương,
giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước đến dự lễ hội về văn hóa, hình ảnh con người Tây Ninh. Tại lễ hội, có trên 200 gian hàng trong và ngoài tỉnh tham gia, trong đó có nhiều gian hàng chuyên về bánh tráng, được ưu tiên trưng bày trong khu vực trọng tâm, làm điểm nhấn của lễ hội. Trong lễ hội, có nhiều gian hàng bánh tráng tái hiện làng nghề bánh tráng phơi xương. Du khách sẽ có dịp tìm hiểu, trải nghiệm các công đoạn xay bột, tráng bánh, nướng bánh, phơi bánh của người dân địa phương. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hoa Tourist Tây Ninh tổ chức tour du lịch thử nghiệm, trải nghiệm về văn hóa ẩm thực làng nghề, phục vụ cho du khách tham gia. Du khách có thể đặt tour tại khu vực của lễ hội với giá vé chỉ từ 400 đến 520 ngàn đồng. Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động, triển lãm làng nghề truyền thống, các đặc sản làm từ bánh tráng phơi xương, biểu diễn cách làm bánh tráng phơi xương, giới thiệu ẩm thực vùng miền, du lịch địa phương, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, không gian hoa anh đào tạo tuyết rơi, sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018. Giáng sinh đang đến rất gần, nhiều nhà thờ, giáo xứ, trung tâm thương mại, cửa hàng trong tỉnh đều tất bật trang trí để chào đón ngày lễ quan trọng này. Đêm đến, không khí Giáng sinh ở Tây Ninh ngày càng rộn ràng nhộn nhịp trên các tuyến đường, con phố, các khu xóm đạo. Lễ Giáng sinh là một trong những lễ hội được mong chờ nhất trong năm. Đó cũng là lời báo hiệu một năm nữa sắp kết thúc. Cùng ngắm nhìn hình ảnh đường phố Tây Ninh trong những ngày chào đón Giáng sinh. Ngày 19 tháng 12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người ở Tân Châu. Nghi phạm tên Nguyễn Ngọc Phước, 36 tuổi, ngụ ấp Đồng Rum, xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Thờ, 29 tuổi, là vợ Phước. Được biết, Phước và chị Thờ đang chờ làm thủ tục ly dị. Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 18 tháng 12, do có mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng, nên Phước cầm con dao thái đến chòi tạm trong khu vườn cao su của mẹ vợ ở ấp 4 xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Khi đến đây, Phước nhìn thấy vợ mình đang nằm trên ghế, còn mẹ vợ nằm ở giường kế bên, lập tức y xông vào đâm nhiều nhát vào người vợ. Thấy vậy, mẹ vợ của Phước vội can ngăn thì cũng bị Phước đâm gây thương tích. Sau khi gây án, Phước dùng dao đâm vào người tự sát, nhưng một người dân sống gần đó kịp thời chạy đến giật lấy con dao. Mọi người xung quanh đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Thờ đã tử vong, còn Phước đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau đó bàn giao vụ án cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình Điểm tin tuần này của báo Tây Ninh Online. Xin chào và hẹn gặp lại!